Nghệ An vốn được biết đến là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người luôn nằm trong top dưới của cả nước. Năm 2016, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 1,82 triệu đồng một người một năm, xếp thứ 54 phần 63 địa phương. Đến năm 2021, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 3,095 triệu đồng một người một năm, xếp thứ 45 phần 63 địa phương. Nghệ An đã cải thiện thêm 12 bậc vào năm 2022 với mức thu nhập bình quân hơn 3,6 triệu đồng. Cùng với đó, Nghệ An là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo luôn nằm trong top 15 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Nghệ An đã có bước chuyển mình lớn. Nghệ An đã tập trung thu hút dòng vốn FDI nhằm tạo đà phát triển kinh tế. Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến 20 tháng 9 năm 2023, Nghệ An đã vượt Bắc Ninh, Đồng Nai để đứng thứ 6 cả nước về thu hút FDI trong 9 tháng 2023. Tổng vốn đăng ký FDI của tỉnh đạt hơn 1,27 tỷ đô la Mỹ. Theo Nghị quyết số 162, NQCP ngày 4 tháng 10 năm 2023 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đến năm 2030. Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ. Tỉnh Nghệ An đang trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh này hiện có một hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có khả năng đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đang không ngừng được nâng cao. Giá trị của hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, đặc biệt là văn hóa xứ Nghệ, đang được bảo tồn và phát triển. Tỉnh Nghệ An cũng đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh là trong sạch và vững mạnh, và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cũng đang ngày càng tăng cường. Tinh thần tin tưởng của nhân dân đối với đảng và nhà nước cũng đang được củng cố. Tỉnh Nghệ An đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình đạt khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2030. Năng suất lao động bình quân dự kiến tăng khoảng 10 đến 11% mỗi năm và thu ngân sách trên địa bàn dự kiến tăng khoảng 12% mỗi năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh dự kiến đạt khoảng 1.650.000 tỷ đồng. Với tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại. Tỉnh sẽ giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, đóng vai trò là một trong những động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ đạt mức cao hơn và giá trị của hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, đặc biệt là văn hóa xứ Nghệ, sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát triển. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự đoàn kết của toàn dân cũng sẽ ngày càng tăng cường. Hệ thống đảng và chính trị của tỉnh sẽ tiếp tục đảm bảo sạch và mạnh mẽ, đồng thời phù hợp với toàn diện của sự phát triển của Nghệ An.